Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài về các lệnh cơ bản trong hệ điều hành Linux. Thì ở cái bài các lệnh cơ bản Linux này thì chúng ta sẽ đi qua các cái phần chính là thứ nhất là cách làm sao để mình gọi cái giao diện dòng lệnh trong môi trường của Linux. Cấu trúc dòng lệnh của Linux thì nó sẽ cung cấp cho mình được những thông tin gì. Phần thứ hai là mình sẽ thử tìm hiểu coi là một cái user mình đang đăng nhập thì mình có thể xem xét được những thông tin gì ở đây. Qua phần 3 thì mình sẽ thử sử dụng các câu lệnh rất là cơ bản, ví dụ như cd, bwd, ls, man. Phần số 4 thì sẽ tiếp tục với những câu lệnh là with, ways, locate. Và phần cuối cùng của cái bài 2, phần 1 sẽ là các câu lệnh để mà mình tìm hiểu thông số phần cứng của máy tính. Thì bây giờ sẽ đi vào trong cái phần số 1. Thì ở phần số 1 này thì các bạn lưu ý rằng khi trong quá trình cài đặt cái máy Linux, tùy theo cái kích thước mà các bạn chọn lựa trong quá trình cài đặt thì sẽ dẫn đến là cái máy tính của mình ở đây có giao diện đồ họa hoặc là không có giao diện đồ họa. Thì trên các dòng họ Linux thì nó có rất là nhiều giao diện đồ họa. Ở đây thì mình liệt kê cho các bạn xem một số các giao diện đồ họa cơ bản, ví dụ như GNOME Desktop, KDE Desktop, Unity Desktop, SFCE Desktop. Thì ứng với mỗi loại giao diện đồ họa thì nó sẽ có cách bố cục, các cái thanh taskbar của nó sẽ rất khác nhau. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái máy cài bằng cái giao diện GNOME. Mình sẽ thử login vào bằng user root. Khi các bạn login vào thì để mà mình gọi lên cái giao diện dòng lệnh thì trong đây mình sẽ trình bày cho các bạn hai cách chính. Một là các bạn vào application và system tool và gõ vào terminal thì nó sẽ load lên cho bạn cái giao diện dòng lệnh, hoặc là chỗ này các bạn có thể ấn tổ hợp phím là alt f2 rồi các bạn nhập vào đây là gnome terminal thì nó cũng sẽ nhập vào cho các bạn là cái giao diện dòng lệnh. Ở giao diện dòng lệnh này, nếu như các bạn muốn phóng to màn hình lên thì các bạn có thể sử dụng tổ hợp phím control shift cộng, hoặc là các bạn thu nhỏ lại mình dùng phím là control trừ. Thì bây giờ mình sẽ thử xem coi một cái giao diện dòng lệnh của Linux thì sẽ cung cấp được cho mình ở đây là những thông tin gì. Thì nếu các bạn soi trên hình thì các bạn sẽ thấy user root, a cộng, server, dấu ngã và cái dấu thăng. Từng phần trong đây nó sẽ cung cấp cho các bạn được một số những cái thông tin. Ví dụ user root nghĩa rằng nó cho biết rằng mình ở đây đang login vào cái máy với user tên là root. Trong file bài học này mình ghi cho các bạn cái hostname của cái máy là vimlinux. Nhưng khi bạn đi vào môi trường máy ảo thì các bạn có thể kiểm tra bằng câu lệnh hostname thì các bạn thấy cái tên đầy đủ của máy của mình đang là server.vmware.lab, và trong cái giao diện dòng lệnh của mình đây đang hiển thị cho bạn một phần của hostname chính là chữ server. Dấu ngã ở đây là đại diện cho cái folder mình đang đứng. Dấu thăng cho mình biết rằng mình đang login vào với một user có quyền root hoặc là mình đang là một user root. Thì bây giờ để kiểm tra coi thật sự rằng mình đang login vào là bằng user gì thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh who am I. Ở đây mình đang login vào bằng user root. Có thể sử dụng câu lệnh id. Lệnh ID thì sẽ cho mình coi thông số của user mình đang đăng nhập. User root thì thuộc có UID bằng 0, thuộc group root.
có group ID bằng 0. Thì câu lệnh ID các bạn cũng có thể sử dụng để đi kiểm tra cái thông số của một user khác. Ví dụ ở đây mình dùng câu lệnh tell switch etc bwd. Lệnh này thì nó sẽ cho mình coi là 10 dòng cuối cùng của cái file etc password. Ví dụ như ở đây mình thấy có một những cái user hệ thống, ví dụ như là user sshd, thì mình có thể dùng câu lệnh id sshd. Thì các bạn cần coi cái thông số của user dịch vụ ssh. Mình qua phần số 3 là các bạn sẽ sử dụng các câu lệnh cd, bwd và ls. Thì câu lệnh cd giúp cho bạn chuyển đến một thư mục nào đó trong máy. Thì cd viết tắt của chữ là change directory. Thì các bạn nhớ rằng cái kiến trúc của Linux thì vị trí ngoài cùng là sạc, cho nên nếu như các bạn cd và sạc là các bạn đang đi ra ngoài vị trí ngoài cùng. Câu lệnh bwd cho mình biết tên của folder hiện hành mình đang đứng. Thì bwd là viết tắt của chữ Prince Working Directory. Khi mình gọi cd mà mình không truyền biến số gì hết thì mặc định nó sẽ chuyển cho mình về home folder của user mình đang đăng nhập. Và bwd mình kiểm lại. Thì về phần home folder của user đang đăng nhập thì các bạn nhớ rằng nó phân thành hai loại user. Nếu như mình đang đăng nhập vào bằng là một user root thì home folder của user root sẽ nằm ở vị trí set root. Nhưng nếu các bạn đăng nhập vào bằng một user không phải là user root thì mặc định nó sẽ là một cái folder ở trong folder switch home. Đây mình sẽ thử các bạn xem. Mình thử cd về sạc. Các bạn dùng lệnh bwd. Bwd thì in ra màn hình là thư mục hiện hành mình đang đứng. Mình gõ cd thì bạn thấy dấu sạc ở đây nó đổi thành dấu ngã. Và dấu ngã là một ký hiệu đại diện cho biết mình đang đứng ở vị trí home folder của user mình đang đăng nhập. Mình có thể kiểm chứng bằng câu lệnh bwd. Thì hiện tại trong máy tính của mình đây là không có một user thường nào hết, nên mình sẽ tạo ra một user bằng câu lệnh user add test. Lệnh này nghĩa là các bạn tạo ra user test. Các bạn đang là user root, các bạn có thể dùng câu lệnh su test. Su test tức là switch user, thì các bạn sẽ chuyển qua user test. Các bạn gõ câu lệnh cd ngã thì nó sẽ đi về home folder của user test. Thì mặc định đường dẫn sẽ là ở vị trí set home set test. Trong câu lệnh cd thì các bạn có thể sử dụng để cd chấm chấm để các bạn lùi ra một cấp thư mục. Ví dụ như mình sẽ cd vào một vị trí cd vào sạc etc sh. Thì nếu như các bạn kiểm tra đường dẫn thì thấy mình đang đứng trong vị trí là sạc etc sh. Bây giờ mình thử lùi ra một cấp thư mục thì bạn dùng lệnh cd chấm chấm, lùi xuống một cấp thư mục nữa các bạn cd chấm chấm. Mình làm lại lần nữa. Đây mình cd chấm chấm sạc chấm chấm sạc, nghĩa là các bạn đang lùi ra là hai cấp thư mục. Để kiểm tra coi bên trong một thư mục đó đang có bao nhiêu file và folder thì trong Linux người ta thường sử dụng nhất là câu lệnh ls. Ls là viết tắt của chữ list. Ls trừ l là các bạn hiển thị thông tin trong folder đó một cách dài để được vào đầy đủ hơn. Ls trừ lh thì các bạn có thể coi được thông tin trong folder đó với những cái dung lượng của file folder dễ đọc hơn so với câu lệnh ls trừ l. Ls trừ lah thì quan trọng nhất chỗ này là biến a. Biến a sẽ cho các bạn coi file ẩn. Ví dụ mình sẽ su chuyển sang user test. Về nhà của user test bằng câu lệnh cd. Mình có thể kiểm tra đường dẫn bằng câu lệnh bwd.
Ở đây mình dùng câu lệnh lỡ, lỡ trừ l, lỡ trừ l a h. Do user ở đây mình mới tạo cho nên bạn thấy nó thật sự rằng là nó không có file và folder gì nhiều. Mình thử exit chuyển qua user root thử một nữa. Mình đang ở home folder của user root thì mặc định sẽ là set root. Mình dùng cái lệnh lỡ thì các bạn thấy là user root ở đây của mình thì đang có file và folder. Nhưng làm sao để các bạn biết đối tượng là file hay đối tượng này đang là một folder? Thì trong câu lệnh lỡ trừ l nó sẽ hiển thị cho mình xem. Ví dụ như bạn thấy là chữ d, d tức là cho biết, báo biết rằng đây là thư mục. Như vậy desktop ở đây là một thư mục. Install.log thì bạn thấy cái này dấu gạch thì nghĩa rằng ở đây là cái file. Mình có thể gõ tiếp là lỡ trừ l h. Nếu như các bạn so sánh giữa lỡ trừ l và lỡ trừ l h thì các bạn sẽ ý là để ý rằng dung lượng của file ở đây nó thay đổi và dễ đọc hơn. Ví dụ như cái file install.log là 36.974 byte thì ghi tắt lại cho mình là 37 ký, dễ đọc hơn một chút. Tiếp tục dùng câu lệnh ls trừ lah. So với câu lệnh ls trừ lh thì la nó sẽ xuất hiện thêm cho mình những file và folder có dấu chấm đằng trước. File và folder có dấu chấm đằng trước nghĩa rằng đây là những file và folder ẩn. Đến đây thì các bạn thấy rằng là câu lệnh ls của mình đang truyền vào ba biến, trừ l, trừ lh, trừ la. Như vậy thì các bạn sẽ tự hỏi trong đầu rằng là liệu rằng câu lệnh ls có thể truyền vào được bao nhiêu biến. Để trả lời câu hỏi đó thì các bạn dùng câu lệnh man ls. Man tức là manual, nó sẽ giúp cho các bạn xem thông tin của một câu lệnh. Thì các bạn thấy ở đây nó rất là dài, các bạn chỉ cần quan tâm là những câu lệnh nào mình thường sử dụng mà mình nhớ thôi. Một câu lệnh khác để bạn xem giúp đỡ là câu lệnh info ls, thì cũng cho các bạn xem thông tin của câu lệnh ls. Bây giờ mình đi qua phần 4 là sẽ sử dụng câu lệnh push query locate để các bạn tìm thông số về đường dẫn của các lệnh. Ví dụ ở đây mình đang dùng lệnh bin, bin đến IP localhost. Thì các bạn thấy rằng ở đây lệnh bin của mình nó đã hoàn thành. Nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là cái file thực thi của lệnh bin nằm ở đâu? Thì các bạn có thể dùng câu lệnh push bin. Push bin nó cho mình biết lệnh bin của mình nằm ở cái đường dẫn là suyệt bin và suyệt bin. Mình có thể thực thi thử suyệt bin bin đến một cái máy nào đó. Một câu lệnh khác quay bin. Quay bin thì nó sẽ cho mình xem hai lệnh. Thứ nhất là đường dẫn đến lệnh bin. Thứ hai là cái file để mình xem giúp đỡ của lệnh bin. Nghĩa rằng khi các bạn có lệnh man bin xem giúp đỡ của dòng lệnh bin á, thì nó sẽ giải nén cái file bin.8.gz để mình xem. Một câu lệnh khác là locate bin. Lệnh locate bin giúp tìm câu trong máy của mình đang có bao nhiêu file và folder mà nó có liên quan tới chữ bin. Ví dụ thì bạn thấy file này có chữ map bin, nghĩa rằng nó đang có chữ bin dính trong cái cấu trúc file của nó. Một cuối cùng của bài phần 1, các bạn sẽ sử dụng các câu lệnh để kiểm tra các thông số phần cứng của máy tính. Ví dụ như các bạn muốn kiểm tra thông số về CPU, mình dùng lệnh cat proc CPU info.
thì sẽ cho mình coi thông số về CPU của cái máy ảo của mình. Các bạn muốn coi RAM thì card duyệt prop duyệt meminfo, các bạn sẽ coi cái RAM của máy SanDisk mình ở đây. Các bạn muốn coi thông số về ổ cứng thì các bạn sẽ là card duyệt prop duyệt partition. Ngoài ra để bạn có ổ cứng thì các bạn có thể dùng câu lệnh df-h. df-h thì hiển thị dung lượng dễ coi hơn so với câu lệnh df-l. Hoặc là các bạn có thể dùng câu lệnh fdisk-l. fdisk-l nó cũng sẽ giúp cho mình xem là cái máy của mình ở đây có dung lượng ổ cứng là bao nhiêu. Đến đây thì mình kết thúc cái phần 1. Hẹn gặp các bạn ở phần số 2 của bài các dòng lệnh cơ bản.